Hello cô chú anh chị và xin chào cả nhà. Hiện tại thì Mai đang ở Costco nè. Ông xã Mai thì đi muốn mua thuốc cảm, cô chú anh chị, thuốc cảm, thuốc ho ha. Còn Mai thì chỉ đi theo, đi ké thôi để đi quay video cho các cô chú anh chị các bạn cùng xem. Tại vì Mai nhớ lần trước có nhiều cô chú, có nhiều chị nói với Mai là khi nào mà tới Costco thì nhớ quay cho mọi người xem cái giá sô-cô-la để mọi người coi thử ha. Thì hôm nay Mai sẽ quay trở lại cái quầy bánh kẹo. Hôm nay thì mình sẽ đi một vòng để mình khám phá giá sô-cô-la ở Costco mùa lễ hội này nha. Xin mời các cô chú anh chị và các bạn đi theo chân Mai đi vô trong Costco. GLS. Đây cô chú anh chị ha. Costco gần nhà Mai, cách nhà Mai có 7 phút thôi. Hôm nay thì Mai cũng nói với ông xã là anh muốn mua gì anh đi mua đi ha. Còn em chỉ đi vô đây đi coi, đi quay phim cho mọi người xem thôi. Cậu hỏi Mai có cái Costco thẻ thành viên không? Mai nói ổng lấy ra đi, Mai bận rồi. Thì mỗi lần mà Mai dở cái giỏ của Mai ra, coi đến dễ biết là Mai cái giỏ của Mai là để vừa đủ luôn. Mỗi lần dở ra nó rất là khó. Đó, khi mình vô thì mình phải ôi cái này có 30 đồng mà nó bự chưa. Well, it's just $30, it's so big. Yeah. Cô chú anh chị, cái con Angry Bird này có 30 đồng thôi mà nó bự nè. Quá trời trời rẻ luôn ha. Lấy hai con này đi. Quá trời bự luôn. Rẻ dữ sợ luôn. Ông xã phải hỏi em muốn mua nó hả? Nói ừ muốn mua. Thế là mua hai cái đó cho Ngân với xế muội là dâm lễ ha. Tại vì mình mua cái con Build-A-Bear cho con của Linh với con của Cedar là nên mình mua hai con này luôn. It's a good deal honey. Ôi coi nè, cái giỏ quà nè, 16 đồng cô chú anh chị. You go away, I go around, ok? Mai sẽ để cho ông xã Mai đi coi mua đồ gì đi. Còn bản thân Mai thì Mai sẽ dẫn mọi người đi qua một cái vòng. Wow, thấy không cô chú anh chị, Mai nói không có sai mà họ đổi cái vị trí. Ồ, Mai nghe đồn là cái kem này rất là tốt nha. Cái kem này là 60 đồng mà giảm 13 đồng còn 47 đồng. Phải không ta? Shishiki, đúng rồi. Mai nghe nói là cái kem này rất là tốt nè cô chú anh chị. Luxury Japanese 47 đồng. Protector You Day Night. Mai thì có nhiều quá rồi nên thành ra là cũng không có muốn mua nữa. Nhưng mà thật sự thì cái giá rất là tốt luôn. 60 đồng mà còn có 47 đồng ha. Thấy không cô chú anh chị, khi mà họ đổi vị trí thì đáng lẽ cái khu này là cái quầy bán bánh kẹo, thì bây giờ họ đổi tới cái kem mỹ phẩm ở đây ha. Đây là máy Dyson cô chú anh chị. Ha. Sao rẻ vậy? Nó cái này Philips không phải Dyson. Dyson kia kìa. Dyson kia 400 đồng một bộ ha, 400 đô một bộ. Bộ này nè cả nhà. Bộ original. Đó, một bộ của nó có những cái này nè cô chú anh chị, cái này ở nhà mà cũng có nè. Đúng rồi nè. Nhưng mà đây họ có một cái cây uống này thôi. Còn ở nhà Mai thì có hai cây, một lọn bự, một lọn nhỏ ha. Cái này chỉ có một lọn thôi cô chú anh chị. Không nha. Họ có một lọn nhỏ, một lọn bự nè cả nhà. Cái này một lọn sấy nè. Sấy nè cô chú anh chị. 400 đô cái này cũng được nè ha cả nhà ha. Còn máy sấy Dyson này là cũng 400 đô luôn nè. Đó, Mai quay cho mọi người xem. Hôm nay Mai sẽ đi khảo giá cho các cô chú anh chị các bạn xem nha. Cái này là máy sấy 30 đồng cô chú anh chị. Nhưng mà Mai nghĩ là cái Dyson thì nó sẽ ấy hơn. Olay của chú anh chị. Olay cũng giảm quá trời, 47 đồng. Cái này giảm còn 34 đồng ha. Này Olay là 50 đồng giảm còn 35 đồng. Này Olay xài cũng tốt. Olay bên Mỹ xài tốt lắm nha cả nhà. Mai thấy Olay bên Mỹ là ok, 46 đồng. Hai hũ kem này. Cái kia cũng hai hũ của chính chị ha. Cái này cũng là hai hũ nè. Hai hũ 35 đồng đang giảm giá. Này 34 đồng đang giảm giá. Oh my god. Quá trời giảm giá luôn. Còn đây là cái bình pha trà của chính chị. Mình có thể để trà bên trong này. Mọi người nhìn thấy không? Mình để trà trong cái ống này nè.
đó, mình để trà bên trong này ha, rồi mình để nước đi, trà nó tan ra đây. Bình này bình trà, cái này là để dành cho nhà hàng chứ, hoặc là cho gia đình đông người á cô chú chị ha. Chứ còn mình mà ít người quá mình uống cái này đâu có hết đâu. Cái này 30 đồng một cái ấm, cũng rẻ ha. Quá rẻ cả nha. Cái này là chiên ngập dầu hả? Không, cái này là tủ lạnh nhỏ để đựng đá nè cô chú anh chị. Để trong bữa tiệc á mình để, mình có thể lấy đá ngay đây. 80 đồng ha. Smoke maker. Ồ, đây là xông khói cô chú anh chị. Smoke maker này là 20 đồng. Rất là nhiều sản phẩm ha. Bây giờ thì nó lại chuyển qua đây. Mọi người thấy đây là cái chiến thuật kinh doanh của Costco, họ sẽ liên tục thay đổi vị trí các quầy hàng để cho mình bị lạc. Khi mà mình tìm hàng thì mình sẽ vô tình mình phát hiện thêm cái sản phẩm mới. Đây là cái kem chống nhăn mắt này của chú anh chị, kem này đặc biệt cho mắt nha. Có hai cái ống như thế này là 70 đồng, giảm 25 đồng thì còn 45 đồng ha. 70 mà giảm 25 đồng là giảm hơi bị nhiều nha. 45 đồng cái ống này. Cái này là 70 đồng của chú anh chị. Cái hiệu này xài cũng ok, Retinol, Vitamin C and Retinol. Cái này là Super. Cái này chỉ có hai cái này giống nhau ha. Chỉ có cái bự cái nhỏ thôi, vừa có Vitamin C vừa có Retinol. 70 đồng cả nhà. Đó. Cũng mắc chứ không rẻ đâu cả nhà. Đây cái kem nhà tay dưỡng tay nè của chú anh chị. Kem con dê nè, cũng 9 đồng ha, hồi xưa là 12 đồng, giảm 3 đồng còn 9 đồng. Cái này là Original Makeup Eraser. À, cái này là để tẩy trang. À, cái bông tẩy trang nè, để cho mình coi luôn nè. 15 đồng, 20 đồng giảm 5 đồng còn 15 đồng ha. Còn cái này Mascara Baby Lash. 20 đồng giảm 5 đồng còn 15 đồng, 16 đồng. Cô chú chị giảm 4 đồng còn 16 đồng. 16 đồng 2 cây cũng rẻ ha. Còn cái này là cái gì đây? Cái kem. À cái kem này của AOC nè. Kem này kem 35 đồng cả nha. Còn cái này cũng tốt nè cả nhà, bạn thấy cái này xài cũng ổn lắm nha. Cái này là Retinol. Retinol Correction. Retinol hai cái hũ này là bao nhiêu tiền? Bonnet Retinol Ice Cream. À cái này 35 đồng nè cả nhà. Phải không? Cái này là ban đêm. Day or night. Nói chung là cũng 32. Oh my god. Nói chung là rất là nhiều sản phẩm ha. Neutrogena. Đây là kem nè cô chú anh chị. Còn đây là cái gì? Olay, Olay nè, Olay gì đây? Dưỡng ẩm Olay chống nắng 15%. Ủa cái này là dưỡng ẩm của người hay là của mặt vậy cô chú anh chị? Dye free. Là không có bị rít ha. Cái này là sẽ không có bị bết rít đâu. Olay này bao nhiêu tiền? 19 đồng cả nha. 19 đồng hai chai này, nghĩa là 9 đồng một chai. Cái sunscreen. Cái này là body hay là cho mặt, mai không biết nữa. Facial, à cho mặt cô chú anh chị, mặt đó mà bự vậy đó. Body lotion, wow. Body lotion gì mà bự dữ vậy? Sen cộng Fox. 4 chai nha cả nhà. Cái này có 13 đồng à, tại vì 19 đồng giảm 6 đồng còn 13 đồng cả nha. Body lotion. Rẻ hen. Ờ, cái dưỡng môi này rất là tốt của chú anh chị, 100% là natural organic ha. Lip balm có rất là nhiều về mùi khác nhau, 1 2 3 4 5 mùi nè. 2 4 6 8 9 cây tất cả. 15 đồng giảm 3 đồng còn 12 đồng. Đó. Cô chú anh chị thấy không? Còn ở đây họ bán kéo nè. Ông xã mai tìm mua cái kéo thì chắc là mai sẽ mua kéo này. Tại vì ông nói ông order cái kéo xịn rồi, thì mai sẽ lấy cái kéo này có vẻ xịn nè, để cho ổng ha. Wow. Nến nè cả nhà ơi.
wax blend candle, nến. Wow. Nói chung là Mai rất thích đồ Costco ha. Cái này 20 đồng. Cái nến này bự quá, cái nến này 25 đồng nè cả nhà. Sea and sand. Wow, Mai thích quá. Cái nến này tới 4 cây lần cả nhà. 4 cái tim nến là 25 đồng. Đã quá cả nhà. Mai muốn mua quá. Thiệt sự luôn. Còn cái bộ này là 3 hộp của chú anh chị. 4 hộp mà cũng mà. 1, 2, 3, 4 hộp thì là 20 đồng ha. Một hộp này là có 2 cây cả nhà. Redwood. Mỗi hộp là một mùi khác nhau. Mùi này là vanilla nè. Cũng thơm, nhẹ nhẹ. Mai rất là thích cái gì mà thơm nhẹ nhàng. Còn cái này là mùi gì đây? Clementine. Mùi cam, mùi quýt á cô chú anh chị. Mùi quýt. Đó. Wow, Mai thích cái này nè. Sea and salt. 25 đồng à. Này 20 đồng. Trời, ông xã Mai chưa gì hết. Ông đã gọi Mai rồi cô chú anh chị. Ông rất là lẹ luôn ha. Hôm nay ông nói là ông chỉ mua một số ít đồ thôi. Định qua bên này mà thấy người ta đông quá. Để Mai sẽ đi tranh thủ tới đây đi quay cái sô-cô-la cho mọi người xem ha. Đây sô-cô-la có mấy loại nè cô chú anh chị. Một hộp này 30 thanh ha. Hershey hot. Cái này là 28 đồng một hộp này, 30 thanh. Còn cái hộp Hershey này á cô chú anh chị là 34 đồng, có 36 thanh ha. Đó. Còn một bịch sô-cô-la mà nhiều loại như thế này nè. Bịch này 5,6 pounds là khoảng 2 ký mấy á cô chú anh chị. Trong này có nhiều loại ha, là 20 đồng. Rồi, Mai sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Mai không thấy sô-cô-la M&M đâu hết nha. Đây, M&M nè cả nhà. Có, ở đây chỉ có một cái loại M&M này thôi. M&M này là 28 đồng. Thì trong này có rất là nhiều thanh. Có Snickers, Twix, M&M ha. 5 bịch này, 6 bịch này, 4 thanh này, 7 thanh này, 8 thanh này. Nếu mà mọi người muốn coi kỹ thì cô chú anh chị có thể chụp hình lại ha. Chụp hình màn hình lại để coi cho kỹ. Mai chỉ quay sơ sơ vậy thôi. Còn cái này Reese. Thì cái này là 10 đồng nè cô chú anh chị. Một hộp này là 10 đồng. Ở trong này là nhân, đậu, nhân gì nè. Mọi người thấy không? Có 16 thanh tất cả ha. Trời ơi. Đây M&M đây cả nhà. M&M này là 15 đồng một hũ ha. Đó. Hũ như thế này. Nhưng mà giá này là Mai nói trước nha. Giá này chỉ là giá tham khảo thôi. Bởi vì kẹo này á cô chú anh chị nó rất là nặng ha. Nên cái phí ship của nó cũng rất là nhiều luôn. Rất là đắt luôn. Tại vì mọi người cũng biết là phí ship từ Mỹ về Việt Nam thì không có rẻ đâu nha. Do đó thì cái phí ship của kẹo bánh này thì nó đắt hơn. Nó nặng mà cả nhà. Nên nó rất là đắt. Đây là khô bò của Hàn Quốc nè cả nhà. Khô bò của Hàn Quốc này là 13 đồng. Đó. Còn cái kẹo này là 12 đồng 69 ha. Trong này có 90 bịch nhỏ. Mai sẽ đi một vòng luôn nè. Còn cái kẹo dẻo nè cô chú anh chị, kẹo dẻo của Welch này. Một bịch này thì có 90 bịch nhỏ hay sao á, là 13 đồng 49 cent ha. Hôm nay là Mai đi khảo sát giá một vòng cho mọi người xem đó. Thì theo yêu cầu của khán giả nha. Cô chú anh chị nào nói Mai coi đi sô cô la thì Mai đi coi sô cô la đó. Mà coi M&M ha. M&M thì chỉ có vậy thôi cả nhà. Còn đây là khô bò nè. Khô bò này của Kirtland là cái hiệu của Costco luôn ha. Khô bò này thì có giá 11 đồng một bịch. Còn khô bò Wagyu ở trên là 15 đồng một bịch nha. Đó là khô Wagyu. Bò Wagyu thì nó mắc hơn. Mắc hơn là bò bình thường của mình. Sô-cô-la, sô-cô-la. Mai coi em xã Mai đâu rồi. Mai còn có thể đi được chút nào nữa không? Hay là ổng ra ổng trả tiền. Ổng đang trả tiền rồi cả nhà. Protein. Chồng Mai hỏi Mai có muốn mua gì không thì Mai nói không. Đây là hạnh nhân cô chú anh chị, hạnh nhân của hiệu của Kirtland luôn nha. À, cái này là có giá như ta. Pistach là cái nào ta? Pistachio 14 đồng bịch này nè cô chú anh chị. 14 đồng, cái này là khoảng 2 ký mấy ha. Đây, ông xã Mai ông tính tiền xong rồi đó.
Đây là cái quầy này đồ ăn nè. I want to. You want a hot dog? I want to go to see the price for my viewer. Okay. Ông xã Mai muốn ăn hot dog với lại nước ngọt nên Mai nói là Coke or Pepsi doesn't matter. Yeah. Nên Mai nói, ông nói là ông sẽ quay, ông sẽ đi vô mua cái đó. Mai nói vậy thôi, cho Mai 5 phút nữa Mai đi quay một vòng cho mọi người xem. Ông nói ok. Thì Mai sẽ quay tiếp, hôm nay Mai sẽ quay cái quầy kẹo ha, có chính chữ quầy sô-cô-la mùa lễ hội nha. Mày nói cho mày 5 phút nữa đi, cho mày quay cho mọi người xem chứ hả? Mà, không lẽ quay có chút xíu không cả nhà ha? Trời đông không cả nhà? Đúng là mùa lễ hội nên thành ra là đông như vậy đó. Wow, hoa kìa. Mày chưa vô quầy hoa kịp luôn á, mày chỉ có đi vòng vòng mày coi mấy cái đồ bánh kẹo này nọ thôi. Ồ, có vẻ là giờ này cũng gần hết kẹo rồi cả nhà. Bịch này nè, có chứ anh chị. Bịch này là 8 đồng nè. Bịch này bên trong là bánh, bên ngoài là sô-cô-la ha. Animal cracker, cái này là cracker, là cái bánh bánh quy á, có chứ anh chị, bánh quy sô-cô-la ha. Đây, còn sô-cô-la kissy. Có chứ anh chị thấy không, cái bịch này nè, cái này cũng ngon lắm nha. Cái này là sô-cô-la sữa, hình giống như là hình cái nón á, hình cái chóp nón ha. Họ đang giảm giá nè, 16 đồng 39, giảm 3 đồng 40 cent, là còn có 13 đồng à, 12 đồng 99 là 13 đồng ha. Ngon không cả nhà, cái bịch này ngon lắm nha, rẻ ha, nhưng mà nặng lắm cô chú anh chị, nên mọi người nếu mà coi giá thì coi tham khảo thôi, chứ Mai không có muốn là bị ảnh hưởng đến những cái bạn bán hàng ở Việt Nam. Tại vì thật ra thì cái công họ đi mua rồi họ gửi á, cái phí gửi của những cái loại sô cô la này rất là đắt nha. Cái này là 15 đồng nha, Hershey Nugget, là sô cô la của Hershey, nhưng mà cục như thế này nè, 15 đồng. Bịch này là 3.25 pounds, là cũng là gần 2 kg đó cả nhà, 1.5 kg ha, là 1.5 kg, 1.47 kg á. Rồi nhiều lắm cô chú anh chị ha, sô cô la thì phải nói là bạc ngàn luôn. Dạo này có vẻ là bán hết những cái mà sắp tới Giáng sinh rồi, nên họ bán hết mấy cái gì ta, mấy cái hộp rồi. Đây sô cô la, mấy cái hiệu này mới thấy các bạn không được nổi tiếng ha. Kirtland. Trời, đó sô cô la thì bây giờ là hết rồi cả nhà. Mày thấy là hầu như là bây giờ là hết rồi. Xin gom. Xin gom này họ bán 12 đồng. Một cái bịch như vậy. Có 3 bao nhiêu cây đây cô chú anh chị, 12 đồng, 15 miếng như vậy, một cái này 5 miếng ha, 5 thanh 15 lốc. Sẵn tiện còn thời gian, Mai sẽ đi vô đây dẫn mọi người đi coi thuốc ha, coi thuốc cảm, thuốc gì chút xíu thôi. Centrum là thuốc bổ, multivitamin bổ tổng hợp nha cô chú anh chị, cho phụ nữ. Cái này là 50 cộng ha, là trên 50 tuổi là 21 đồng, 100 viên. À, phải không ta, 275 viên cô chú anh chị. Còn cho nam trên 50 cộng là lớn tuổi, 50 tuổi trở lên cũng là 21 đồng luôn. Còn cái thuốc bổ tổng hợp, vitamin tổng hợp này của Once a Day này cô chú anh chị thì là 20 đồng luôn, dạng rẻ hơn 1 đồng ha. Có tất cả là 300 viên, nam với nữ là bằng giá ha. Nam nữ cái này là 50 cộng luôn nha, trên 50 của chính vậy, cho những người lớn tuổi. Còn Centrum cho người trẻ tuổi là 21 đồng, cũng 20 đồng 79, cũng giống nhau của chính chị ha. Nhưng mà Once a Day thì chỉ có giá 18 đồng 49 thôi. Once a Day 300 viên ha, rẻ hơn. Thì thường là Centrum sẽ mắc hơn nha cô chú anh chị. Nam nữ là cũng bằng giá, 19 đồng. Đây là thuốc bổ bầu nè cô chú anh chị, của Naturemed ha, 22 đồng 49, là khoảng 23 đồng nha. Đó. Còn đây là vitamin B. Vitamin B là 14 đồng. Còn thuốc kẹo dẻo Vita Fusion này nè cô chú anh chị, kẹo dẻo ha, cho phụ nữ 14 đồng.
multivitamin kẹo dẻo mà vitamin tổng hợp cũng 14 năm luôn. Vitamin E này, vitamin E đang giảm giá cô chú anh chị, 12 đồng, giảm 2 đồng rưỡi một hộp thì còn có 9 đồng rưỡi thôi. Rồi, Diabe thuốc cho người tiểu đường nè, 22 đồng rưỡi ha. Đó. Rồi vitamin C của Kirtland thì 15 đồng cả nhà ha. 15 đồng. Đây là thuốc bổ magie, thuốc bổ sắt. Thuốc bổ sắt nhỏ này nè cô chú anh chị. Iron đang được giảm giá nè cô chú anh chị. 10 đồng rưỡi, giảm 2 đồng rưỡi còn 8 đồng ha. Còn thuốc bổ magie này nè cô chú anh chị thì đang được giảm giá là 23 đồng, 22 đồng rưỡi giảm 5 đồng thì còn là 17 đồng rưỡi ha. Giảm 5 đồng một hộp cũng là giảm nhiều lắm đó nha. Sẵn tiện mình sẽ coi Tylenol, tại vì mình thấy Tylenol nó nhiều người thích hơn ha. Tylenol mà extra length của chú anh chị 500mg 325 viên là 21 đồng ha. Đó. Còn Tylenol mà extra strength là mạnh gấp đôi, mạnh không phải gấp đôi mà mạnh cực mạnh ha. Cái này là 290 viên gel cap, là viên gel viên nước á cô chú anh chị. 500mg mỗi viên là 21 đồng rưỡi. Mắc hơn chút xíu. Tylenol có tác dụng trong 8 giờ, 290 viên, 650mg each, là cái viên này mạnh hơn nè cô chú anh chị. Tại vì cái viên này có 500mg, viên này là 650mg thì là 21 đồng rưỡi luôn nha. Rồi. Vòng vòng mới thấy cũng đó là mấy cái thuốc mà cơ bản đó cô chú anh chị. Mình không thấy Advil ở đây ha. Hồ đông lắm cả nhà, để mày ra coi ông xã mày mua cái gì rồi. À Advil đây cô chú anh chị. Advil đây. Advil này nè cô chú anh chị, cái này là gel ha. Mai thích cái loại này hơn, nhà mai cũng sử dụng cái này bởi vì nó nhanh, cái gel nó nhanh hơn. Cái này là 240 viên. Mỗi trong này có 2 hũ, mỗi hũ là 120 viên. Thì cái Advil này là 21 đồng nha. 21 đồng của chú anh chị. Còn cái Advil này là Advil không phải là gel mà Advil này là viên, viên nén ha. 360 viên thì cái loại này là 20 đồng, rẻ hơn nha cô chú anh chị. Đó. Thôi bây giờ đi ra, đông quá. Mày đi ra mày xin miếng nước ngọt của ông xã mày chứ mày cũng khát nước rồi. Nói nhiều quá khát nước, nói liên tục tí vô tới giờ luôn. Hãy tìm được rồi. Ông nói đừng có cho mọi người thấy người đàn ông mập uống ăn chứ. Oh, I want ice. Right there. Okay. Why don't take ice? I don't know how long you were there. Didn't like the mày hỏi sao anh không có lấy đá vô. Ông nói là anh không biết là bao nhiêu lâu em đi ra, là anh không muốn nó bị tan ra ha cô chú anh chị. Mai thích thật là nhiều đá. Mấy coi chồng em mua gì. Mua thuốc cảm của chú anh chị. Đây khuyêu này khuyêu Mucinex. Thuốc cảm này cũng 20 mấy đồng một hũ. Đắt lắm luôn nha. Mai quên quay cho mọi người coi cái thuốc cảm này. Thôi lần tới đi. Mai mua hai con này bự quá trời bự luôn. Sẵn tiện thì vẫn mua vậy thôi. À, mua giấy nữa, mua khăn giấy. Hôm nay là mua rẻ lắm cô chú anh chị. Mày hỏi ông xã Mai là hai con này bây giờ làm sao mình có thể wrap nó lại thành quà được. Mai không biết làm sao để wrap, chắc khỏi wrap luôn cả nhà. Quá trời bự. Chồng mày ổng giục cái hot dog đi rồi đó. Let's put more Pepsi and put a lid on it, okay? Okay. Whose lipstick is this? Ông nói để anh để thêm Pepsi rồi anh đẩy cái đắp lên. Ông nói là ủa cái lipstick, cái son của ai vậy? Đây cô chú anh chị thấy không khí mùa lễ hội không? Đây là còn ít đó nha cả nhà. Cái bữa trước còn đông hơn nữa nhưng mà do bây giờ là cũng hơi tới last minute là gần cận rồi nha. Đó, mọi người thấy không? La liệt luôn xe đẩy.
Thôi đi về thôi cả nhà. Mai đã quay sơ sơ cho mọi người xem rồi. Chắc là cô chú chị nào muốn coi cái gì thì cũng đã coi được rồi ha. Đó. No. Bây giờ nói chung là Costco mùa này có vẻ không còn không khí lễ hội đông giống như lúc trước nữa, không còn bán nhiều giống như là sô cô la mấy cái gói quà hộp quà nhiều nữa. Vẫn còn nhưng mà còn ít thôi. You know what? Well, tell me if they help us unload the card, and that is for George and Charles. They'll tell them it's for them. Okay. Mày, mày nói với ông xã Mai chắc là Ngân với xíu muội là nhìn hai con này chắc là vui lắm luôn á. Cái ông xã Mai nói là khi mà kêu hai đứa nhỏ nó đi ra nó phụ dọn vô á, thì mình nói là cái này cho con của Linh là Charles với Georgie ha, nên là để thử coi thái độ của hai bả như thế nào. Đúng rồi, để cô chú chị đi theo Mai về thử coi hai. Phản ứng của hai bà nhỏ nhà Mai làm sao ha cả nhà. Nói chung là ông xã Mai, hai vợ chồng Mai lúc nào ông nứt là ông mập này nè. Mai cái nó ghẹo ổng ha, mọi người đừng có nghĩ gì nhiều quá. Careful, you can make a hole in my pants kicking you like that. Oh, too late. Ông nói em đừng có đá anh vậy, anh đá vậy á là em sẽ bị làm lủng một lỗ bự trên quần của anh. Ôi nhưng mà trễ rồi, nó bị lủng sẵn rồi cả nhà. Mặc quần rách mà còn tự hào nữa. Khổ ghê. Lúc nào cũng nghĩ, nói chung là vợ chồng Mai, nhất là ông chồng Mai, lúc nào cũng nghĩ cách để trêu chọc hai đứa nhỏ hết trơn á. Đi hôm nay đi Costco chả mua được cái gì, chỉ có mua hai cái con này là bự nhất thôi. Hey, we have two members now fatter than you. I hate you. Remember that. Mày nói giờ bây giờ mình có hai thành viên mập hơn anh rồi. Đây coi chứ vậy. Ổng nói anh ghét em. Wait till you fall asleep tonight. Rồi, bây giờ đi về thôi để coi thử coi hai bạn đó phản ứng như thế nào. Đây mày về tới nhà để mày kêu hai đứa nhỏ ra coi sao. Là bộ nói với nó là một con $300 và của bạn con trai bạn đây. Ngân muội ơi, come down here please, help me. Để coi cô chú chị ha. Xuống đây coi. Oh my god, Ngân, why you left Ray outside? My god, tội nghiệp em Ray quá. Why? I told you before. Han, come down here. Please help us to carry the stuff. Cái con này nè cô chú anh chị. À, cái con này nè Ngân. $300 một con gấu, nhưng mà con không phải của con. Mẹ mua tặng Joe and Georgie and Joe. Can you help us to take it out in? Mắc tiền lắm nha, làm cẩn thận coi chừng hư nha. Nè, khiêng vô giùm mẹ đi. Đây nè, đây nè, đi. 300 đô một con rồi, cẩn thận nha, để mẹ là tặng quà cho con của bạn mẹ. $300. Yeah, một con. $300 for these kids. One for George, one for Charles. Be careful with them. Yeah. Keep them clean. I'll let them get past on the dirty cars. Okay. Help us. It's you chose the ugliest Squishmallow too. I know. You could have chosen a better Squishmallow. Yeah. So lẹ lên, heavy cái gì? Nó đè lên con khỏi đứng dậy luôn rồi hả? Oh. No, giờ sao tặng ta được, cầm cẩn thận. Nè. Thả lên. Nè. No, you take it. No. Help bring it inside. Cẩn thận coi chừng. Oh my god. Giờ là không có tặng cho ta được đâu nha. I'm putting it on the floor. No. No. You like it or not really? No. $300 một con đó. $300 for one. How do you feel? So soft, see? How soft it is, see? Nó rất là mềm, rất là mượt, thấy không? Thấy nó rất là tốt không? Con có thích không? Ngân thích không? $300 lận á, mắc không? Wow. Êm quá. Oh my god, mình để đi. Nặng lắm nha cả nhà. Ngồi xuống. Đã quá. It's so soft. Han.
Come down here. This is for you. Ngan, Han. Thank you, cảm ơn. Can I get your seat? It's your. Oh. You like it? It's comfortable. It's a holiday. It's comfortable. It's really soft, see? You can, you know, lie on that one. Cái này mình dựa vô rất là mềm. Con thích không? Yeah. Ok, em có chi? Xí mồi, con thích không? Hả? Con thích không? Dạ thích. Con nói sao? Con nói sao? That's for holiday, okay? Mắc tiền lắm á. 300 đô một con lần đó. Đã không? So comfy, right? Chưa mà, chưa tới ngày lễ, chưa được nhận quà mà. Nó kêu nặng quá. Nó sẽ đem lên trên lầu để nó nằm lên đó. Đã không? Thích không? You feel bad? Yeah. It's okay. Nó để quên con mèo bên ngoài mà nó kêu là con hỏi mẹ hỏi chứ con có cảm thấy tội lỗi không? Nó kêu có nhưng mà con nghĩ là nó sẽ lúc nào nó cũng tha thứ cho con hết. Yeah. Tắm đi nha hai đứa. Okay. Đó, cô chú anh chị ơi, thật ra thì hai đứa mình hai vợ chồng mình lừa con cũng đã thất bại rồi. Thật sự là thất bại của chú anh chị, nó không có gọi gì là, nói chung là hai đứa nó quá đầy đủ để mà có thể thực sự thích, quá thích về một cái món đồ gì đó mà mình làm bộ mình nói nó là 300 đô mà thật sự là cái món này nó cũng mềm mà nó cũng nặng lắm cô chú anh chị, nói chung 30 đô là quá rẻ luôn, nên mình làm bộ mình nói là 300 đô để cho hai đứa nó cảm thấy là giữ gìn, nó bảo vệ ha, chứ không phải là gì đâu cả nhà. Quyết định là sẽ không nói ra cái sự thật này. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã cùng với đi Costco, cùng đi Costco với vợ chồng Mai và về còn lừa hai đứa nó nữa chứ. Hai vợ chồng Mai đúng là thứ dữ, lừa con suốt ngày, lừa con ha cả nhà. Cảm ơn các cô chú anh chị, xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.